Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước đáng chú ý. Vâng, chị Lan chị ạ, không biết là tình hình nắng nóng ngày hôm nay ở khu vực miền Bắc như thế nào so với ngày hôm qua? Dạ vâng, hôm nay thì khả năng là miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội sẽ nóng hơn so với ngày hôm qua đấy ạ. Dấu hiệu là ngay từ sáng nay thì trời đã quang mây và nắng sớm rồi. Càng đến trưa thì nắng càng mạnh hơn và quý vị sẽ cảm thấy rát da khi ở lâu ngoài trời. 10 giờ sáng nay nhiệt độ đã tăng cao là 34 độ, tức là cao hơn so với cùng thời điểm ngày hôm qua là 1 độ. Dự báo đến chiều nay thì nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn nữa. Trong khoảng thời gian từ 1 cho đến 4 giờ chiều, nhiệt độ sẽ luôn cao trên 37 độ, đỉnh điểm có thể lên đến 38 độ. Buổi tối thì nhiệt độ mới giảm dần, thế nhưng không khí vẫn còn oi. Xác suất có mưa dông thì chỉ khoảng là từ 50 đến 60% mà thôi. Trời nắng nóng, nếu như để xe máy ở ngoài trời thì chỉ trong thời gian ngắn có thể làm cho yên xe bị bỏng rát. Để tránh hiện tượng này thì quý vị có thể dùng tấm chắn nóng cho yên xe, hay là đơn giản hơn chúng ta có thể dùng khăn ướt để hạ bớt nhiệt trước khi ngồi. Và đây cũng là những lưu ý đối với quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay. Trời nắng mạnh và nóng với nhiệt độ cao 34 độ. Chiều tối thì mưa rào ngắt quãng, lượng không lớn và sẽ rất nhanh. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý tôi muốn gửi đến quý vị.